Thưa quý vị, xin chào các bạn. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với Yamanen Love Live chị. À, nhưng mà hiện tại là đã có một phiên bản update mới các bạn ơi. Và phiên bản này thì mình trông thấy là đồ họa đẹp hơn rất là nhiều nhé. Và chúng ta còn có thêm một vài cái chức năng mới nữa. Bây giờ mình sẽ vào phần mưu game cho bạn xem nhé. Bây giờ mình mới biết là để chúng ta có thể gọi là điều khiển bằng bàn phím ấy, là chúng ta phải tháo hoàn toàn cái tay cầm ra luôn. Nó không là nó sẽ bị gọi là thỉnh thoảng nó chuyển sang tay cầm ấy. Rồi, đầu tiên hết là ở cái phần này các bạn. À, cái phần này là chúng ta có thể chỉnh được ADN của khuôn mặt. Đây, chúng ta có thể chỉnh miệng cười này và chỉnh những cái khác nữa. Chứ mà mình nghĩ rằng là cái này á, thì khỏi chỉnh đi. Tại chỉnh này trông rất là kỳ. Ấy, chỉnh miệng mở ra như vậy trông rất là kỳ. Và chỉnh tay dảnh ra thì cũng trông rất là kỳ này. Chỉnh mũi cao lên cũng nhìn khá là kỳ lạ. À, tiếp đến là kiểu tóc nhá. Kiểu tóc này là kiểu tóc mặc định của Amane này. Nhưng mà để xem về kiểu tóc khác nhá. À, mình thấy có kiểu tóc màu nó khác là như thế nào mình không hiểu luôn. Đây kiểu tóc dưới cùng là màu nó khác này. Kiểu tóc ở đây màu nó vẫn khác này. Có những cái kiểu tóc màu nó khác không hiểu luôn. Kiểu tóc này nhìn có vẻ ok nên mình sẽ chọn kiểu tóc này nhá. À, rồi và những cái khác cái những cái giớ và cái hình tròn tam giác vuông vậy đó thì không vào được nha. Những cái này mình nghĩ là trong một cái bản update nào khác thì nó sẽ có. Vậy là đã một năm rồi mới có bản update các bạn ơi. Gần như là một năm rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu có bản update này thì game sẽ còn update tiếp thôi. À, vào trong. À, rồi. Này vẫn rất là nhanh nhá. Mình thích game này ở cái chỗ là cái chỗ mà hiện lên cái ngày rất là nhanh các bạn. Rồi. Kiểu tóc này là kiểu gì đây? Hai đuôi nhưng mà phía trước là để vén lên một bên trong rất là đẹp nhá. Rồi, ra ngoài nào. Dường như là cái nhà của chúng ta thì nó sẽ không có gì thay đổi cả hay sao ấy. Vẫn là cái nhà phong cách rất là độc lạ này các bạn ơi. Không hiểu sao ấy, ở chỗ này á nó lại bị vướng cái bàn để mà chúng ta nấu nướng ấy. Như vậy là chúng ta không thể nào mà mở được cái cửa này ra một cách toàn bộ được. Nhưng mà nghĩ rằng đây chắc là hệ thống để mà chống những kẻ nguy hiểm ấy. Những kẻ nguy hiểm to con ấy, thì không thể nào vào được cái chỗ này. Rồi xuống đây xem. Đây là tầng hầm của chúng ta. Tầng hầm thì trông cũng rất là đơn giản, không gì đổi mới cả. Quay lại nào. Thôi vậy là mình sẽ đến vô chứ. Sao mình lại ở chỗ này vậy? Mình nhớ là mình ra từ cái chỗ đường hầm mà nó lại vào được trong phòng luôn hay thế. Trước hết là chúng ta thử xuống phố xem nào. Xuống phố trước nhá. Ồ, chắc có vẻ rất là đẹp các bạn cơ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ở dưới phố này thì nó sẽ không có gì thay đổi gì. Những cái địa điểm xuất hiện ở bên trên thấy vẫn vậy thôi. Thấy không có địa điểm nào mới cả. Xem ta. Như là xe có chữ cái mẫu mạ mới đúng không? Chúng ta có thể leo lên được xe không ta? Ở đây có xe này nhưng mà không leo lên được hay sao á. Không lên được rồi, đáng tiếc quá. Có màu mã xe mới không? Nhìn thấy xe này màu vàng, xe này thì lúc trước có rồi nhỉ? Lần trước mình cũng không để ý xe lắm. Cái này có phải là mới không ta? Nhưng mà những cái xe này thì có vẻ như là nó thua cả cái sức của Yamane rồi, cho nên là không có xuyên ra gì cả các bạn ơi. Chạy vào không sao hết. Thử xe tiếp theo xem xe là xe gì đây. À, có ai có thể nói cho mình biết lý do tại sao mà cái xe lúc đầu mình đụng vào không sao cả, nhưng mà cái xe tiếp theo thì nó lại có vấn đề không? Rồi. Ai đang vào trong kia thế? Đây là ai đây? Đây là cô y tá à? Theo một lẽ tự nhiên mình bấm một cái thì nó có thể mở được cái điện thoại lên các bạn ơi. Và chúng ta hay chụp ảnh được.
Cái này là có phải là lúc trước không có không ta? Bây giờ mới xuất hiện hay sao ấy? Và như bạn thấy là khung cảnh bên ngoài cũng thay đổi này. Cái này là cái gì đây? Đại phun nước nhưng mà trông nó đẹp hơn lúc trước rất là nhiều. Kiểu như là có thêm cả hình ảnh của... là cái gì đây? Cá nheo à? Và đây là... một nhân vật mới à? Có vẻ như là cái đây nó chụp không được hoàn mỹ cho lắm. Và khi mà chụp xong là chúng ta sẽ gọi là ở trên không rơi xuống hay sao á. Tên bay đây à. Tên bay bộ dạng ra sao thế, để mình xem lại coi. Không nói chuyện được với tên bay à. Ủa đây không phải tên bay. Tên bay đâu thế? Tên bay bên đây à. Tên bay bên đây các bạn ơi. Hãy senpai bên đây trông có vẻ như để tóc khá là nghệ thuật đấy chứ. Tóc dài xuống đến tận gọi là nách luôn. À, cái dù. À, cái dù nơi vũ khí à. Bỏ đi nhá. Tạm thời chúng ta không nên cầm cái dù đó đâu. À, to. Chúng ta hãy viết thư để mà bỏ vào trong kệ được không ta? Mình không biết ai là tình địch của mình nữa. Chắc là mình cần phải gọi là vào lớp học ấy, đến một cái số điểm nhất định thì mình mới có thể viết thư được. Rồi để mình qua đây lấy cái danh sách học sinh xem. Đây. À, bây giờ chúng ta sẽ không thể kiểm tra được thông tin của những học sinh khác nếu mà không lấy danh sách học sinh nhé. Chúng ta chỉ thể kiểm tra được thông tin của Yamane này. Rồi chỉ số, nhiệm vụ. Ngoài ra còn những cái khác nữa. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà kiểm tra được thông tin học sinh đó, chúng ta không lấy cái này. Rồi. Đấy, trong đây thì chỉ có những thông tin của học sinh thôi nhá. Ngoài ra là không có thông tin của giáo viên hay sao? À, nó phát hiện ra cái dù là hồi nãy mình để chỗ đó thôi mà. Rồi, đây là phòng y tá này, để xem, là phòng y tế này để xem có gì trong đây không. Có gì bị hốt hết nhá. Ở kịp tim không nên cầm đâu. Rồi, bây giờ có gì mình thử hốt hết. Chúng ta sẽ thu nhặt item trước rồi chúng ta mới gọi là đến những cái chỗ khác nhá. Mình nhớ là ở trên đây có item này. À, tốt. Phòng đông lạnh rồi. À, chúng ta sẽ đến phòng đông lạnh để lấy giùm cái cô này cái gì đó. Cô đây là cô nấu ăn à. Sao tự nhiên đứng trong đây? Quay đã, chiều cao của Yamane sao nhìn nó vẻ thấp thế? Nhìn giống như là y như đang ôm nhau với các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua phòng bên đây xem. Mình nhớ là đây đúng rồi, có cái những cái cuốn sách mà để chúng ta gọi là tăng điểm tình cảm với lại những cái đứa khác nhanh hơn ấy. Đây, lấy rồi. Biết là có đọc được hay không. Phòng đông lạnh là phòng nào ta? Em thử tìm phòng đông lạnh nhé. Đây là lớp 22. Những cái lớp này nó có vẻ cái gì lên bảng ấy. Mọi lớp thì có vẻ à. English. Mọi lớp thì có một chủ đề à. Giờ thử lên trên xem. Ồ, đây là phòng đông lạnh này. Ồ, phòng đông lạnh sao nhìn nó xanh ha. Kiểu như là rải khói ra cho chúng ta có cảm giác lạnh thôi, chứ thật ra phòng này không phải phòng đông lạnh. À, đây là cái nhiệm vụ của mình nhé.
Nhà vệ sinh là của ai đây? Rất là dễ hiểu các bạn ơi, phòng này phát ra ánh sáng màu xanh này và ở dưới mình đã nhìn thấy xanh rồi. Lớp này có gì đây? Lớp này học hóa à? Mọi lớp học một môn khác nhau à? Bây giờ mình sẽ quay lại phòng của cái cô khi đại để mà đưa đồ nhé. Vân và Minh đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nè. Ok, nhiệm vụ đã được trả xong rồi. Ê, xong nhiệm vụ sao không thấy có gì hết vậy? Ủa, làm sao nãy mình có thể xem giờ được thế? Xem thông tin ở chỗ này xem. Chả thấy cái gì cả. Nãy mới xem giờ được, không hiểu sao luôn ấy. Rồi, hiện tại là bên vẫn không thể nào mà làm được cái gì khác cả. Chúng ta thể làm được cái gì không? Hay là chúng ta cần phải gọi là học để nâng cao điểm mới làm được. Thì mình đành phải quay trở về lớp của mình để mình tăng điểm đó nhé. Mình thấy ở trong cái phần giới thiệu về phiên bản mới như là có viết thư hay cái gì đó nữa. Giờ để thử xem là chúng ta thể làm được cái đó không nhá. Mình nay mình muốn thử làm cái đó. Về tố viết thư thì phải làm cái gì đây? Phải nâng cái gì đây? Ok, chắc là cái này các bạn ơi. Rồi có vẻ như là chúng ta cần phải nâng khá là khó đây. Một lần chỉ có 3 điểm thôi. Về tố. Sao rồi? Vậy được chưa? Ok chưa? Ơ, ra là vậy, chúng ta cần phải nâng thì mới bỏ thư vào được các bạn ơi. Mình sẽ tùy tiện bỏ thư vào đại một đứa nào đó nha. Ê, đứa này bỏ chưa ta? Ừ, xem nào. Chúng ta có hơn phải lấy được thông tin của đứa nào không? Tại sao lại nó còn thiếu một cái dấu chấm mình đang nói cái quái thế. Đại khái là nó còn thiếu một cái cuối cùng này, mình không biết là chúng ta có thể làm cái gì đó để mở ra không. Chúng ta nên chọn gì đây? Đền bù hẹn rồi. Gặp nhau ở Metro Station được không ta? Mình không biết là tình địch của chúng ta là ai các bạn ơi. Nó thật là mình cũng không biết tình địch của chúng ta là ai nữa, cho nên là mình không thể nào mà gửi thư cho tình địch được. Và mình cũng không biết là mình bỏ cái thư này là vào tủ giày của đứa nào luôn ấy. Đây, chỉ biết là đây là bỏ thư vào được thôi, nhưng mà không biết là tủ giày này của đứa nào. Game này nó không cho chúng ta xem đứa nào để tủ giày nào ấy. Không có cái bạn nào để chỉ định xem cả à, xem trong cái danh sách học sinh được. Danh sách học sinh là mở bằng cái gì thế à? Rồi rồi rồi, mở được rồi. Chúng ta phải biết chọn của đứa học sinh nào bằng cách là bấm vào đây không ta? Vâng, mình không biết được nó ở chỗ nào các bạn. Thế thì là chịu rồi. Không biết được là mình bỏ thư vào của người nào thì làm sao mà mình có thể gọi là hẹn nó ra được đây. Bỏ tay game này luôn ấy. Có để tên không? Và trong đây nó có hộp bento này, mình nghĩ là chúng ta có thể bỏ được một cái gì đó vào, bỏ đọc vào được. Nhưng mà mình không biết là cái này của ai luôn, sao mình có thể dám làm như vậy được. Đây bản đồ xem. Ở bản đồ nó cũng không cho mình biết là của ai luôn. Đành chịu rồi. Tạm thời mình sẽ về nhà nhé. Hôm sau mình sẽ xem coi là nó bỏ đồ vào cái chỗ nào để mình biết là của đứa nào mình mới có thể hẹn nó ra được. Vâng, và bây giờ mình sẽ thử viết thư bỏ vào nhé. À rồi. Xem chúng ta thể hiện được nó đi ra ngoài không.
Complaints dating. Thử cái này xem. Ngày hôm trước là mình đã thử cái ở chê rồi nhưng mà không được các bạn ơi. Và mình nghĩ đến ngày đó mình đã bỏ qua rồi. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua ngày tiếp theo nhé. Đây ngày thứ tư rồi. Cái tụ dây là mình đã biết của con nào rồi, của con này các bạn ơi. Nhưng mà mình không biết nó có phải tình địch của mình không. Đến giờ mình vẫn cảm thấy rất là bí ẩn về tình địch của chúng ta không thể nào mà xem được tình địch của chúng ta ở đâu. Thì lấy tình địch là cái con mà màu đỏ kia. Có rất là nhiều màu nhá, màu đỏ, màu vàng, rồi màu xanh lá gì đó, nhưng mà không biết là tình địch của chúng ta như thế nào. Thử xem coi con này có đọc thư không. Thấy thư chưa? Có đi không? Hả? Ê, nhưng nãy bởi cái gì? Bỏ tay luôn, mình không hiểu cái game nó như thế nào nữa các bạn ơi. Không biết là con này có đồng ý đi hay không nữa. Và nếu mà muốn nó ra nhà ga thì mình phải đợi sau giờ học hay sao ấy. Mình đã đợi gần đến giờ tan học luôn nhưng mà vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Không biết là cái con kia đã rời khỏi trường chưa nữa. Chẳng biết là con kia đã rời khỏi trường chưa. Giờ trong trường còn có người hay không đây. Tôi đứng đây chờ nhé, chờ đến sao hết giờ luôn xem sao. Bầu trời có vẻ rất là đêm rồi. Bây giờ là 6 giờ trong nó tối đến như vậy rồi. Có đứa vẫn còn tính chưa các bạn ơi. Ô, đến được nhà ga thực sự rồi. Vâng, chúng ta đã đến được nhà ga các bạn ơi. Rồi đó có phải là cái con mà mình đã hẹn nó không ta? Tao nhìn kiểu tóc nó khác thế. Ok, chúng ta đã tránh được cái kia rồi. Không làm gì được hết vậy. Tại sao chẳng làm gì được hết vậy? Có phải là chúng ta sẽ đẩy được nó sao? Hay là chúng ta không đủ sức vận động? Bây giờ mình đã biết được là chúng ta thể hiện được cái con này ra bên ngoài rồi vậy thôi. Rất là khó hiểu, không làm gì được cả. Rồi chúng ta lúc mà chúng ta chạy vào không được để máy quay quay chúng. Đúng vậy các bạn ơi. Mình không biết là con này có phải tình địch của chúng ta không, tại nhìn nó giống Osada. Cho nên là mình mới gửi thư cho nó. Mà hóa ra là chúng ta có thể làm được cái chuyện này thật cơ. Tại là mình xem video hướng dẫn của cái game này nhá, mình cũng không hiểu là rốt cuộc là mình có thể làm được những cái trò ở trên mấy cái tấm ảnh vừa rồi hay không. Ở đây là ngày thứ năm rồi. Vừa vậy là cái con kia nó đã bị thanh trừ rồi nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả đối với mình cả. Cảnh sát cũng không tới trường luôn. Tức là chuyện đó xảy ra bên ngoài trường hay sao ấy. Rồi. Nói tóm lại là mình thấy cái game này vẫn còn rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể làm được. Chỉ có điều là mình không biết làm như thế nào thôi. Anh cho là nếu bạn nào biết cách làm thì hãy bấm ở dưới phần bình luận để chỉ cho mình nhé. Và mình cũng thử đi tìm hiểu xem chúng ta có thể làm gì. Chẳng hạn như cái hồi nãy là chúng ta có thể gọi là viết thư và hẹn tình địch ra nhà ga. Nhưng mà cái đó là mình xem hướng dẫn mình biết cách làm thôi. Hướng dẫn của cái channel chính thức của cái Yamane Love Live này thì mình mới làm được, chứ còn những cái khác mình không biết cách làm và không phải là cái gì hình như nó cũng hướng dẫn cho mình cả ấy, đành chịu thôi. Rồi vậy thì cái video này sẽ kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn người mới, đừng quên nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.